Xin chào mọi người, hôm nay thì chúng ta tiếp tục đọc luyện đọc hiểu Shinkansen N2 thì hôm nay chúng ta sẽ đọc phần Redai 2 thì trong phần Redai 2 vẫn đang là dạng so sánh nhé, so sánh giữa A và B nhé cái phương pháp dịch của mình thì sẽ không đọc bài nhé, mà mình sẽ đọc đến đâu và dịch đến đó và sẽ giải thích luôn câu chữ ngữ pháp cho mọi người dễ hiểu, đấy và trước khi dịch ấy, thì các bạn để ý này mình có đánh dấu sẵn này cho đỡ mất thời gian mọi người này là các cái từ mới nhá các bạn trước khi bây giờ là chúng ta đang luyện dịch ấy, chứ không phải là luyện thi nếu mà luyện thi thì các bạn không cần phải dịch đầy đủ hay là dịch chuẩn hay dịch từng ly từng tí nhưng mà chúng ta bây giờ đang là luyện đấy đang luyện có nghĩa là chúng ta sẽ luyện từng cái cơ bản một nên chúng ta <laughs> sẽ đánh dấu nhất trước khi mà dịch chúng ta sẽ đánh dấu thứ nhất là đánh dấu các cái từ mới nhá từ mới nhá hoặc là những câu trúc ngữ pháp này nó có xuống người ta ra này hay những cái từ mới như là đai đê nai đại lũy nai có nghĩa là tình yêu rất là to lớn đúng không đấy à, hay là những cái từ như là duyên nai duyên nai nó là kiểu như là thuần khiết đấy kiểu trai yêu tình yêu tình yêu người ta gọi gì nhỉ? <laughs> à, tình yêu trong sáng ấy nhá đấy hay là từ kê sa cử là này, kiệt tác có nghĩa là một cái là tác phẩm nào đó kiệt tác nào đó đó phu đi đi nó là những cái gì mà trái với Uh, luân lý <laughs> Trái luân lý Đó um, Hay là Nama 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 namasi Cái này nó là sinh động Sống động nhé Và Hay từ là Shikake Nó là kể cái này Nó rất là nhiều từ mới Bài này rất là nhiều từ mới nhé Có thể là các bạn Nhiều bạn biết rồi Nhưng mà cũng có thể là Nhiều bạn sẽ chưa biết Nên mà mình cứ nốt uh, ra cho mọi người Có nhiều các bạn ghi ra Nhé uh, Và Hay từ uh, phư mô này phư mô đây là nó là kiểu nhàm chán đấy có chuyện rất là nhảm kiểu sàm 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 ấy nhá sàm đó à, và đây cũng rồi bài này chỉ có một số từ như vậy thôi còn ngoài ra còn có một số cấu trúc ngữ pháp nữa như là ta này nếu thì này đúng không hoặc là ừ, nếu hay là tê mố này dù này đó hay ní cư bê nữa là so sánh nếu mà so sánh này cái này thì các bạn cứ đành vào nếu mà so sánh với cái gì đó thì đấy ní chi gai là, là À, chắc chắn là đúng không? chắc chắn là đấy à, về t kia này là không được rồi này dễ rồi tt là nối này t đế mộ này các bạn phải đánh dấu như thế này, này nhé khi đánh dấu như này thì đọc nó rất là dễ dàng hơn chứ không vào cái bài có những cái câu nó rất là dài hai ba dòng nên chúng ta sẽ không biết đọc từ đâu ý thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn ta đi ta đi này là liệt kê này đấy các bạn nốt vào nhé ya ya này đấy thế thì trước khi đọc thì các bạn nên nhé các bạn nên các bạn nào đọc quen rồi thì không cần nhưng mà các bạn nào chưa đọc quen thì các bạn ghi vào thứ nhất là dấu phẩy này chủ ngữ này chủ ngữ coi là đâu chủ ngữ dấu phẩy dấu chấm này kết câu này đấy thì khi dịch thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn thế okay, mình sẽ bắt đầu dịch luôn nhé Mosi Moshi thì đi với Tada rồi đúng không uh, nếu mà này nếu mà nhá Tada mà có nghĩa là mạ đấy nhá. nếu mà bây giờ thì bạn đang sai chiêu đang đắm chìm trong một cái tình yêu to lớn nhé có như chúng ta đang đắm chìm ấy thì Osusume là tôi không khuyến khích bạn là cái việc là đọc sách đấy không khuyến khích bạn cái việc đọc sách nhé đấy ừ, đặc biệt là tôi cứ như đặc biệt là này na độ thì là liệt kê nên chúng ta sẽ không dịch từ đây đúng không dịch từ đây cho dù này đặc biệt là cho dù nhé cho dù có nhầm lẫn ấy thì cũng không nên đọc cũng không không đọc cũng đừng có mà đọc kiểu như cho dù có tôi có nhầm ấy thì các bạn cũng không đọc không đọc những cái gì như là những cái tiểu thuyết về tình yêu Rena Rena là tình yêu nhé đó À, và tiếp tục này cái đoạn này thì nó hơi dài cái đoạn này từ đây nhá nó xuống uh, uh, nó xuống hết câu đâu rồi mãi đẩy đúng không mãi dưới này nhưng mà sẽ có các cái dấu phẩy ngắt câu này chúng ta cũng sẽ dễ dịch hơn này, này. tê mố tê mố này đó thì chúng ta cứ dịch từng cái tê mố một thôi đây tê mố hai này đấy thì đấy nếu tê mố dù cho dù cho nhưng mà nếu thì đấy chúng ta cứ dịch từng cái một nhá cho dù này cho dù là bạn có đang có một cái kiệt tác hay là một cái tiểu thuyết về tình yêu ấy uh, như là cái uh, Tanima no Yuri. cái này là cái thung lũng tình yêu gì đấy của một cái ông ba đự giặc cư nó ông nào đấy không quan tâm, chỉ cần làm biết là nó là tên người là được. để cho dù cho chúng ta có một cái kiệt tác về tình yêu đó, tình yêu trong sáng ấy hoặc là cho dù tiếp này cho dù chúng ta có một cái kiệt tác về uh, cái tác phẩm tiểu thuyết phư đi nữa kiểu như hay dịch là kiểu loạn luân ấy, kiểu như vậy, nhá, như là của ông, như là cái cuốn, cuốn chuyện này, Anna Karenia đấy, của cái ông uh, Tô Tôi này, đấy, thì cho dù có có hai cái tác phẩm này nhá, thì nếu mà, này, nếu mà so sánh với cái trải nghiệm thay nghiệm đó, trải nghiệm sinh động nhá, trong tình yêu á, trong tình yêu mà như nào, Uchi nó đó là mình đang đắm chìm vào sai chiêu cũng vậy này, anh có nghĩa là người ta đang nhấn mạnh ấy, hiện tại ghê này, hiện tại đúng không? À, nếu mà so sánh với cái việc mà, cái trải nghiệm mà sinh động trong tình yêu mà chúng ta đang đắm chìm vào ấy Đấy, có nghĩa là những cái kinh nghiệm mà mình đang yêu ấy thì mình biết rõ ràng rồi Thì mình đọc làm gì nữa, đúng không? Thì chắc chắn là nó sẽ kiểu như nó sẽ mờ nhạt Đúng không? Sẽ là mờ nhạt đi, mờ nhạt đi cái tình yêu ấy Đấy thì mình sẽ giải thích một chút về cái đoạn một này nhá Là tác giả báo là nếu mà chúng ta đang đắm chìm trong tình yêu ấy thì chúng ta không nên tác giả không khuyên chúng ta không nên đọc sách đặc biệt là những cái sách như là um, về tình yêu này đấy tại sao lại như vậy này uh, cho dù nhé cho dù có đang có sở hữu một cái kiệt tác nào đấy về tình yêu như này hay là kiệt tác như này thì nếu mà so sánh với cái trải nghiệm mà chúng ta đang trải nghiệm ấy thì chúng ta thừa biết rồi đúng không nên chúng ta không cần trải nghiệm về cái uh, tình yêu mà chúng ta đang uh, đang có ấy thì chắc chắn nó sẽ làm mờ nhạt đi nó mờ nhạt tình yêu đi ấy. Nha, kiểu như mình đọc thì mình sẽ <laughs> suy ra nhiều thứ này nó sẽ làm mờ nhạt đi đấy tiếp tục này uhm, ma tạo thêm nữa là này ní này ní chúng ta không dịch này uhm, đây vì theo anh cái này chúng ta không nên kể không được kể và chúng ta cũng không được kể những cái như là đúng không à, những cái ở trong sách câu chuyện trong sách ấy cho cái 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 tình yêu của cho cái đối phương có nghĩa là cho cái người mà mình đang yêu ấy để cho nó dễ hiểu chúng ta cũng không không được kể những cái câu chuyện trong sách cho những người những người mà mình đang yêu người yêu của mình Chọn nó nhanh à, ví dụ như là này thôi và dụ như là này uhm. Ê, cái đoạn này thì các bạn thấy nó tê tê rất là nhiều tê tê có nghĩa là từng cái một thì mình cứ liệt kê từng cái một thôi này, tê này nếu này thì chúng ta rất là gì, nhá nếu mà so sánh với cái việc nhá mình so sánh cái việc gì đã việc mà mình sẽ dịch từ đây là mình đi đến công viên kiểu đi đến công viên của người yêu ấy đi đến công viên này <laughs> rồi im lặng, Đàm mát thì im lặng nhé, im lặng, leo lên im lặng xong rồi từ đây leo nhìn cái cái tàu này tàu lượn đấy, tổ Costa là cái tàu lượn đấy, à, đó cái hiệu phần mà đến công viên này xong rồi leo lên cái tàu siêu tốc này, chơi này, leo lên rồi chơi này, thì thì sao? thì Nĩ Sugi uh, này nó là không quá, ní Sugi này không quá nhá, vì nó chỉ là, dịch là chỉ là những cái câu chuyện, cái câu chuyện rất là nhàm chán mà thôi nhàm chán mà thôi nhé đó tại sao mà như vậy tại vì so với cái việc mà mình uh, đọc sách hay những cái câu chuyện trong sách các thứ ấy thì mình đi đến công viên này mình uh, im lặng cùng nhau im lặng và leo lên tàu, tàu lượn này và chơi thì chắc chắn nó sẽ vui hơn rồi vui hơn là cái việc mà cứ ngồi kể những cái chuyện nhàm chán như thế này đấy đà gà nhưng mà nhận đấy thấy cái đà gà rất là quan trọng nhưng mà nhá ở trên thì người ta đang không không khuyến khích không đọc sách nhưng mà nhá nhưng mà này dù này một cái dù này hai cái dù này đây hồ gái y này đấy không phải dù cái này không phải là dù nhá như là có thể cái này tùy từng câu nhé không phải lúc nào cũng dù để là nếu mà đi danh từ thường là dịch là như là như là đó, thì chúng ta nên nhé nhưng mà nhá chúng ta nên này đó ở trên người ta không nên mà nó khuyên này chúng ta nên à, các bạn nên nên thử này thử làm thử làm nhé thử làm thì cái gì thử làm cái gì cũng tốt này thử làm này thử làm những cái điều những cái điều mà được đọc ở trong sách giống nhau này hay là những cái câu chuyện trong sách giống nhau đấy chúng ta nên nhé nên nhưng mà nên khi nào đây nên này nên khi đây nên khi này khi mà nha một ta đi này hai ta đi này đấy thì chúng ta cứ dịch dưới một cái thôi khi mà nếu nhá kiểu khi mà đây um, này cái tình yêu nó thô ghê có nghĩa là cái cô nó là vượt à, quê nó vượt quá đúng không nó vượt quá một cái cái gì đó thô ghê nhá không vượt quá cái, cái sườn ấy. còn đây là tình yêu có nghĩa là chúng ta đã cái tình yêu kiểu như nó đã phai nhạt đi ấy. người ta gọi là tình yêu phai nhạt đi đó nếu mà khi mà tình yêu đã phai nhạt đi này hay là uh, bị thất bại thất bại kiểu như chia tay uh, kiểu sắp chia tay trong tình yêu ấy đấy thì khi các bạn có thể đoạn này các bạn có thể dịch từ dưới nhá khi mà bị um, tình yêu phai nhạt hay là khi mà thất bại thì uh, các tôi khuyên các bạn nên này, nên làm theo những cái mà đọc trong sách hoặc là những cái câu chuyện trong sách đấy cũng được. Đấy. Đoạn uh, cuối cùng này. Uh, ở trong sách nhá, lý họa trong sách này. Thì thì sao chúng không thể dịch từ ố được. Đây thì có không có cái năng lực này. À uh, đâu không có cái năng lực. Nhưng mà nhưng mà thì các bạn phải biết nhưng mà đằng sau nó sẽ dịch nhưng mà nó sẽ có cái gì đây này, sẽ có cái năng lực mới này. không có cái năng lực này nhưng lại có cái năng lực kia. Không có cái năng lực là trả lại cái okay, sự trả lại ban đầu mô tô nhé ban đầu những cái này những cái gì những cái uh, um, trong tình yêu xưa đây nó đau khổ những cái đau khổ ấy, kiểu những cái cao độ không tình yêu hay là cái việc mà kết thúc cái tình yêu đấy nó không trả lại cho mình những cái mà uh, những cái uh, nói chung là những cái trong tình yêu nhưng mà nhưng mà này nó lại có cái năng lực này nó có cái năng lực gì nhưng bởi vì nó có cái năng lực là nó sẽ cho mình cái trải nghiệm nhé, nó cứ đây là cho mình mà, cho mình cái trải nghiệm sâu sắc hơn nữa và to lớn và sâu sắc hơn nữa, mốt độ hơn nữa này, đó to lớn và sâu sắc hơn nữa, hơn là đây này, hơn là Yoli là hơn đúng không, hơn là những cái trải nghiệm, những cái mà bạn đã trải nghiệm một lần này, kiểu như trải nghiệm một lần nữa đây này, các bạn cái đoạn này dịch nó hơi hơi khó chút, à, kiểu như nó cho mình trải nghiệm sâu sắc và to lớn, emoji chỉ độ một lần nữa này, một lần nữa những cái như là thất tình nên thất tình hay là kết thúc trong tình yêu này hơn là những cái những cái mà bạn đã trải nghiệm đấy Ok thì mình sẽ giải thích chút về đoạn 2 thì đoạn 2 thì người ta báo là um, mà đoạn đầu tiên đi thôi tổng quan này nhá thì, kể cả một cái đoạn này đến đoạn này thì người ta khuyên chúng ta không nên đọc sách tại vì sao tại vì nếu mà so sánh cái việc mà chúng ta đang yêu đương ấy thì um, sách vở nó rất là mờ nhạt và cũng không nên kể cũng không 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 được kể chuyện của những cái câu chuyện trong sách cho người yêu. Và so sánh cái việc đó thì ví dụ như là so sánh cái việc mà đi kể mấy cái, cái câu chuyện trong sách những cái nhàm chán đấy thì mình đi đến công viên mình đi uh, im lặng mà cùng chơi kiểu không hẳn là im lặng nhưng mà người ta ghi đó cho nó đấy thôi, văn chương thôi. Và chúng ta cùng chơi uh, đu quay à chơi tàu lượn này thì mấy cái câu chuyện đó, nó rất nhàm chán. Đấy. Nhưng mà nhá, người ta, nhưng mà tác giả lại khuyên này nếu mà nhá khi mà chúng ta đang <laughs> tình yêu nó bờ nhạt đi này hay là bị thất bại này thì chúng ta nên nên làm theo những cái trong sách đã ghi hay là những cái việc đã đọc trong sách thì nó sẽ tốt đấy thì trong sách ấy thì nó không có cái năng lực này không có cái năng lực để trả lại cho mình những cái mà trong tình yêu vậy cho nó dễ hiểu nhưng mà nó sẽ cho mình cái trải nghiệm sâu sắc hơn sâu sắc hơn một lần nữa một lần nữa những cái như là tất tình là việc kết thúc tình yêu Hơn là mình nghĩ Hơn là bản thân mình nghĩ Đấy Ok chưa Các bạn chắc Cũng hiểu rồi đúng không Mình sẽ xuống câu hỏi nhá Xem là tác giả hỏi cái gì này Cô nội Cô nội bưng số đề Hịch xã gã Mô tổ mộ Ý tay cô tổ An Là cái điều mà tác giả muốn nói nhất Điều mà tác giả muốn nói nhất Là cái gì Đấy Chúng ta xem câu một nhé uh, Là Khi mà này khi mà chúng ta đang yêu ấy, yêu ấy thì vô uh, đi là hơn đúng không? Thì uh, cái việc này, uh, cái việc mà nói chuyện khác hay là đọc, uh, kiểu như hai người cùng đọc sách ấy thì nó sẽ hơn là nói những câu chuyện uh, nhàm chán Từ là này đúng không? Câu chuyện rất là nhàm chán. Câu này nó sai không có chỗ nào mà tác giả báo là khi mà đang yêu thì nên nên hai người cùng đọc sách cả không có chỗ nào mà người ta khuyên là không được không nên nếu mà đoạn đầu người ta bảo nếu mà đang chuyện thì tôi không khuyên bạn đọc sách đấy nếu mà đang yêu nhé thì đây nó đang đang yêu này nên là sai luôn đấy có một sai luôn không có nhiều Câu hai này à, nếu mà tố này nếu mà chúng ta đọc những cái kiệt tác uh, về tình yêu ấy thì <laughs> bởi vì là có thể như học được nhiều điều nghe đến này là hơi sai sai rồi nên là cái người mà đang yêu ấy thì nên đọc sách cái này lại càng sai không có chỗ nào mà bảo tác giả vào nên đọc sách cả có bảo nên nhưng mà phải dưới này này mãi tít dưới này đây là cái này sai không có chỗ nào mà tác giả bảo nên đọc sách cả đúng không hoặc là nếu mà đọc sách thì sẽ học được nhiều điều không 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 có chỗ nào bảo học được nhiều điều cả đấy sai luôn câu 3 nhá những cái người mà đang yêu những người mà đang yêu này thì không nên đọc đấy thế cái này là đúng rồi này người đang yêu thì không nên đọc này nhưng mà đấy có nhưng luôn này à, nếu mà nghĩ nhá nếu mà nghĩ là tình yêu nó sắp kết thúc này kiểu như sắp kết thúc này. Ê, và thì nên đọc đấy thì nên đọc à nếu mà đọc thì sẽ tốt này tối nếu mà đọc nếu mà đọc để để cái để trải nghiệm sâu sắc hơn nữa thì uh, sẽ tốt ừ, câu này hợp lý luôn đúng không đây này ngày cái đoạn dưới đoạn thứ hai người ta đã bảo này ừ, nhưng mà nếu mà cảm thấy như là tình yêu sắp kết thúc đây này, này kiểu như cảm thấy um, tình yêu nó mờ nhạt nữa nhạt 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 đi hoặc là sắp sai là thất bại này thì chúng ta nên đọc đấy nên đọc để trải nghiệm đúng rồi câu này đúng luôn rồi câu 3 câu bốn nhá cái người mà đang yêu ấy thì không cần phải đọc sách ừ, cái vẽ này đúng này không cần phải đọc sách này nhưng mà nếu mà kết thúc tình yêu ấy thì <laughs> thì là ta mày đi này bởi vì là nó uh, à, dự có nghĩa là nó xoa dịu đi cái nỗi đau trong thất tình <laughs> xoa dịu nhé cái này từ mới nhé xoa dịu những cái nỗi đau trong việc thất tình nên là chúng ta nên đọc sách thì tốt ừ, Cái đoạn một đây là đúng này không nên đọc sách đúng này đoạn hai đoạn này đến đoạn này vẫn đúng nhưng mà đoạn này là sai không có chỗ nào trên mày bảo là nó sẽ xoa dịu cả nó không có chỗ nào mà nó sẽ xoa dịu đây ngay đoạn đây nó nó bảo là nó không có cái năng lực trả lại cái gì cả đâu không có năng lực trả lại những cái <laughs> trong tình yêu những cái <laughs> yêu đương các thứ <laughs> nhưng mà nó sẽ có năng lực là nó trải nghiệm sâu sắc hơn thôi, nhá. Yeah. Nên là câu này sai luôn. Nó, <laughs> không có. Ok, bây giờ mình đã xong cái phần uh, đọc hiểu phần Read 2. Thì uh, một ngày thì mình sẽ đăng khoảng một bài. Thì uh, các bạn, bạn nào mà chưa biết cách đọc thì có thể tham khảo, nhá. Ariato, Raimas, Skrdesma, desta.